这样我们现在把这个把子削好，削好了就没有丝。它痛，好不痛。Ngay đây bưởi quá chừng trái luôn. Nhưng mà ở phía cái tán ở ngoài vẫn còn nữa. Ở ngoài còn mấy trái luôn. Đi ra ngoài kia chi bẻ mới được. Bẻ vô để vài ngày. Để vài ngày nữa trong cái ruột nó ngọt cái ăn. Lấy cái vỏ nấu chè bưởi. Còn ở ngoài đây nữa nè. Năm nay sao mà bưởi nhiều trái dữ đâu. Mỗi năm đâu có nhiều trái đâu. Mỗi năm nay thấy nhà ai bưởi trái cũng quằn cây hết trơn á. Đi dài ở đây nó còn thòng mấy trái nữa đó. Dì dì sứ dì lão bỏ gứa mà bây à bỏ rau gứa hả dành à được á xuống này để hái dưới cái hào tắc có một trái rất là bự luôn không biết nó hái tới không ta. Ồ cái này nó bự rồi. Bà Kha. Này bự ghê. Đây hái tiếp. Cho mình chữa đi. Hái ba trái thôi. Còn nhiều lắm. Chị nào ăn hay ra hái tiếp. Chị nhìn cái dầu thứ hai này. Chị sư này nhỏ sư của hả thầy này. Thái tử là y khô rủ. Chị nhìn chị thái tử là. Hả, chứ mà đó, đây là cái xeo gì đi. Tình chị thèn thèn là hảo sư. Cô thỏ thỏ lấy cô lo la. Chứ phí thái hấu là sư à? Mấy hề các bạn. Sư. Chiều nay Di đi ra chợ mua con cá để về làm cá kho ăn. Con cá này chị chơi băng rồi xa hả? Xa nha sư à? Ờ 25. Chị mua thì mấy miếng tàu hũ này nữa, về chiên, bỏ vô kho chung với cá, ăn ngon lắm. Một miếng như vậy là 1 đồng. Rồi vậy cắt rồi đem đi chiên. Chị thấy cái ngồng cải vậy nè, 1 ký là 7 đồng. Còn bên đây là quýt, quýt 1 ký 5 đồng. Đây trái cây về vô mùa lạnh, chỉ có mấy loại vậy thôi. Mua xong vì công tôi sao ở chỗ chị đó thì không có bán đậu hũ khô á, là bây giờ Di chạy ra siêu thị mua đậu hũ khô. Bà nội thích ăn lắm, nấu cái cá này mà bỏ đậu hũ khô vô ăn rất là ngon. Giờ chạy đi mua xong cái qua chạy rứa xồi về luôn. Ở đây thì Di thấy người ta cắt ra rồi nhưng mà sao thấy nó hơi khô nên là Di mua bên này đi. Ở bên này ta chưa có cắt nguyên miếng bự luôn nè, giờ đi cân ký tính tiền này. Cái miếng này Di mua 2 đồng 85. Chạy qua rứa xoài á, thấy bà bác này trồng bắp cải nó tốt dễ sợ. Ở phía bên này đất tốt, trồng gì cũng tốt hết trơn. Ông bà tôi chú tôi tàu của tao mà tôi pháo nè. Pháo nổ thì sao thầy? Phung phạ, phung phạ. Những ngày thấy Tết rồi đó. Có chuông nó lắc đi trời, lắc cái đời. Cái chuông lắc á. Ờ. Mà cuối nhẹn chú cho chả cho chả cho. Ừ. Con nhớ lại đâu mấy hài. Cái này là củ cải đỏ. Cà rốt. Bắp cải. Bắp cải. Cái này là cà gió. Củ cải. Củ cải. Rồi ta phơi đó cho gà ăn rồi sao.
cái bả khoai lang đem về cái người ta do thành cục cục gì cái ta phơi để dành cho gà ăn. Cái này là chất khoai lang tím, là màu tím, còn trong đó khoai lang trắng với khoai lang ruột đỏ. Ở trên thau này có đựng ít tinh bột khoai lang. Mua về rồi rửa rồi đem đi chiên. Năm nào hai mấy Tết bà nội sòi cũng mua tàu hũ này về chứ, rồi chiên. Năm nay Di nói cỡ chừng 20 Tết làm được rồi. Đang làm tới hai mấy rồi Di về rồi. Làm sớm chút. Những bông hoa thật là xinh đẹp. Mẹ cho con quay đi, màu tím màu đỏ nè. Ngồi xuống mới đẹp, ngồi xuống sát với mấy cái hoa bông mới đẹp. Quay mặt đây nè. Rồi. Tại vì trên thầu khăn. Ủa ác nó đẹp quá. Hả khăn à? Ừ, chỗ kia. Con đèn thấy cứ bên này nở rộ ra luôn rồi. Dạ bữa nó là gụi vậy. Tại vì bên này Tết là ngay lạnh. Ngay lạnh là nó gụi hết. Và tới năm sau nó bắt đầu tươi tốt trở lại. Sợ giờ ra đây hái ớt. Hái trái đỏ nha. Ê mẹ lấy đồ đựng. Cái ớt hái chắc cũng đợt này nữa. Vài bữa nữa xuông xuống là nó cũng chết. Không biết mấy trái này nó kịp chín không nữa. Chứ ớt xuông xuống là nó quéo nó chết hết. Thôi đứng ngay chỗ đó ớt chín nhiều quá thôi. Bánh này nhỏ quá trời. Chơi này nè. Nhỏ gì hả? Ừ. Sức nguyên chùm của người ta luôn nè. Thế nè. Ở kệ đi không sao. Này nó sắp chết rồi. Đây nè thôi. Wow xài. Chín đỏ chưa nha. Thầy ăn ớt không? Tông sợ mát đâu không ăn. Ở đây còn nữa nè. Là trái bự trái nhỏ gì cũng đó hái được rồi, cũng hái nữa mời hái tiếp. Đây là một sợi chứa xong rồi. Đúng rồi, đi lùa gà. Ông ngoại sợi bên Việt Nam cũng vậy đó, nuôi mấy con vịt, bữa nào cũng đi lùa vịt. Ông nội bên đây thì đi lùa gà. Hai ông giống nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 是辣的猪肉火腿。对对对，他哪是辣？是红锅的。嗯，好少。这烂的。妈，那不是的。就。要倒油了，那得要煎，对。豆腐那要煮焦的。我们马上过年的那要买豆腐回来，早就找这个通知了。 油烧耶，一块炸牛肉。
要么过多，么过多啊，还是一块呀，不一块呀。Này hồi dĩ sẽ lấy chấm tương ớt. Mới chiên ra nóng chấm tương ớt giòn giòn thôi. Cái khẩu này chế ra tùy hào xí. Cái khẩu này hào xí, cái khẩu này hào xí. Tôi thấy có chế hào là chế hào là hẳn canh, tôi không ăn. Ừ, cái này là trong trường hợp mà đó. Ừ, cái này là trong trường hợp mà đó. Ừ, cái này là trong trường hợp mà đó. Tôi thấy Tết ở bên này là ăn đậu hũ khô với mấy cái đậu hũ chiên nhiều. Nội thích ăn cái này à. Rồi nấu cá gì bỏ vô. Bu xào xài đó. Chiên được nhiêu đây nè cô chú, với trong khoảng 2 miếng nữa dọn khấu à. Rồi còn cái này vừa lại để mà nấu với cá. Nhiêu đây cũng 2 miếng. Rồi nó sẽ gì, cá nó ngon. Rồi 2 hộp cơ, xào ra 1 miếng. Chiên xong hết ra được nhiêu đây. Nãy một con cá nhưng mà nó có đầu cá thôi, còn có đuôi để lại. Như có mua cái sốt này cho kho cá nè, cái này cay lắm. Nên là hồi bỏ nước xíu là được rồi. Bỏ nhiều sẽ rất là cay. Chị cứ đem ra nhiều nhiều. Chị đem sở về chứ không hồng lo. Ừ. Ta la là nó không còn sao còn được. Cho xe nào. Cái tên gì nấu cho nóng rồi. Tôi đẹp mà. Nhưng quay tiểu hòa thì hình tôi trông phụ. Ừ. Sao ta bác sẽ cho anh tìm chưa? Chị nạp bác à. Chị nhà ra xe gà để đi cho tôi. Củ này chấm cái tương rất là ngon. Cái này với củ sen kẹp thịt Tết là năm nào cũng có này hết trơn. Với thêm cái gì ta? Hôm qua đi mua cái gì ta? Cái bánh củ cải. Bánh củ cải trắng bầu nhuyễn ra, rồi pha với bột mì á, rồi do do thành viên cho đi chiên. Tết là thấy ở chỗ gì là hay chuẩn bị mấy món đó. Phương ớt quý vị nha. Béo, cay và mặn, ngon. Ngày chín nữa cái là ăn cơm. Chiều nay có xào gì hết trơn thôi chú. Chỉ có nồi cá gì. Rồi mày bỏ vô mấy cái đậu hũ này nè. Với thêm ít giá nữa là xong. Chiều nay khỏi xào nấu gì hết trơn là món thôi. Có phần hả? Phải ra từ ra. Phải ra ra từ ra không được. Chú nhìn nhẹ như là cái gì vậy nhỉ? Cái này dùng cái hỏa chữ thì cái phục vụ tâm biểu thì chuyên nhằm cái trong đó phải là cái nghị chữ này áp của gió quê à. Hỏi bây giờ cho xoay ăn nghe xoay, đừng phải xeo cái sản phẩm cổ xưa. Cái này là trào xanh quê chữ.
Bà nội nói ăn cái này là sớm sanh quý tử. Xin là kỳ nì tái ha. Xin lại nì tái ha. Để ăn bà ta. Nhi hồ bà ta bà ta. Bà nội nói sinh ra cho nó uống sữa xong rồi bà nội giữ cho. Và hôm qua bà nội với cô Út á, mua bánh với trái cây nè, đi cúng gì cho ba dân sanh á, chứ cô không rành nữa. Thì cúng rồi có đem theo bộ quần áo nữa. Xong cúng rồi đem bánh trái cây về nè, để ăn đồ cúng cho có lộc. Mà ta giờ ta người gì nào mà chỉ số người gì? Hào. Miễn thì em xin kỳ này tay bà. À, miễn thì ta. Rồi giờ về làm bài tập. Rồi bác lấy đi câu gì vậy? Ai thể xem xem y hở y, xem thể xem xem y hở, xem thể xem xem ô hở y. Chẳng mong được dạy bác. Đi học về phải bài tập. Thôi được.我们今天吃鱼头。我不要。煮豆腐。豆腐皮。豆腐皮，这是。豆芽。这是豆腐子。cái này bà nội nấu đậu hũ vô chú vừa đậu phụ trắng nãy không có chiên cái kế hồi nãy chiên cậu bỏ vô hai đậu luôn bu la hả bu la nghe gì bu la thì chi mà xin nhẽ bu chứ tao hồi ba mình tua la sửa đấy nó tập lên sửa rồi nó cứ kinh này kinh chi nhẽ chứ tao là con sợ cái gì thấy dù dưới mười ba sao mà sao đi khô đậu rồi à sao món cổ bá ba ăn tại đi hoa kể quà ta xua biển đen không ăn khẩu này khẩu à biển đen khẩu trong người nhìn cái gì mà nhìn khẩu này biển đen trong mắt mấy tiếng không ăn khẩu sư là ăn khẩu hai sư khẩu sư thay thua là Nằm ơi chắc là khi còn lái xe điện về cho bà nội đến nằm ơi bà nội rút nhang tôi thấy con phụ hộ khi bệnh thi ngày mai thi rồi gần tết thì là qua tết thì thi thêm lần nữa tới thì tới bốn đợt hai đợt lý thuyết hai đợt thực hành ông bác giờ này cũng ăn cơm xong. Ăn xong đem ra trước cửa này của chén. Tinh bột khoai lang bữa nay gì có rồi. Cái này không phải của bà nội sợ làm nha cô chú. Để đâu cô chú tưởng đâu bữa hổm gì làm bột rồi lấy bột của bà nội bán. Không phải. Bà nội làm cái số lượng đâu có nhiều đâu. Làm ra chia cho con cháu là hết trơn rồi. Nên là Di lấy cái tinh bột này chung với chỗ miếng khoai lang. Đây, chung chỗ cùng bao bì
bọc gì là nửa ký. Thưa chú anh chị, nếu như mà muốn ăn thử, lấy một bọc nửa ký thôi. Nếu như mà ăn thấy ngon á, sau này hãy lấy cái hũ bự. Hũ bự gì là một ký. Đây, cái này mình ăn cái mình bỏ đây mình đậy lên luôn, nó tiện. Ở trên góc trái màn hình chỉ có để số Zalo á. Cái số đó từ khi mà vô qua Trung Quốc tới giờ không có xài nữa, nên là bị khóa cái đó, nên là cô chú điện không có được. Có gì cô chú kết bạn Zalo vô thì được. Tại vì đăng ký Zalo thì tới giờ vẫn còn xài Zalo được, còn giờ điện không được. Mai mốt về Việt Nam đi đăng ký lại cho, vẫn có gì gọi điện được. Còn giờ là cô chú anh chị điện gì không được đâu, tại vì nó bị khóa rồi. Bây giờ con quẩy tập, con mời đi học. Con dẫn bà tiêu chú, ông bà tiêu chú nhân dân. Hẹn gặp lại ông bà tiêu chú rồi nè. Bye bye.